con này to quá. Con này to quá, cháu lấy con khác. Cháu lấy con khác à? Đây thì mẹ cho con đứa này nhá. Được không? Cho con này nhá, nào. Con. Đây, nhìn kìa. Nhìn. Đây là 1 cân rưỡi đây. Đấy, lấy cháu 60.000, nào đưa tiền đây. 60.000 á? Ờ. Cháu có cái 200.000 thôi. Đây là 20.000, không phải 200.000. Đến cái này không phải. Phải, tao đến là 100, để bác ta lại cháu 40. Này, cầm đi cá. Đây, bác ta lại nhá. Nhìn này. Đây, cho cháu nhá. Đây, trả lại cho cháu đây. 1, 2, 3, đây 60. Chục thôi đây, nhiều không nhiều đây, bác coi lấy nhá. 24. Ờ, lấy chưa? Ta mau về mổ nhá. Mổ về nhá. Ờ. Cái ảo này. Mua bánh cho cháu hết. Ờ, mua nhiều hay mua ít? Mua càng nhiều, mua hết luôn. Mua luôn à, mua chỗ này nhiều tiền lắm con ạ. À. Bao nhiêu tiền? Chỗ này là 40.000. Đủ không ạ? Đủ không ạ? Chỗ này mấy nghìn, đây chỗ này là 30.000 rồi. Rồi. Hôm nay được đấy, thông minh đấy. Thông minh không? Ờ, được. Hôm nay không lôi nữa à? Ờ. À, đưa xem nào. Đã lôi nó nào. Ồ, rồi mới làm gì thế này? Hả? Bục hết đít rồi. Đã đúng rồi. Đây này. Bục hết đít rồi hết ớt chưa? Hả? Ôi dồi ôi, thế này thì còn... Đây, ớt đây này, anh đếm nhá, anh đếm đúng, anh đếm hết rồi. Bao nhiêu ớt này? Mày treo xong mày cũng treo cao lên. Thế nào, cá nó sức săn thì không? Ôi dồi. Chưa cần gì. Thôi, tạm chấp nhận rồi. Được hết. À, đi. Mang vào, lại cho con khác luôn. Mang vào đây. Quay kia ra mới quả. Xách, xách cá vào đã. Xách cá vào đã. Đây này, cá to đấy. Cái này không chuyển nữa đi. Con này bao tiền? Con này á? Được, hôm nay thông minh. Con này... Một tờ người ta trả lại 2 tờ nữa. Đi mua về rồi.
Quả này gì? Siêu 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 cay. Quả này không biết chó ăn được người chả được chó ăn được sao được cay. Hôm nay sẽ làm món siêu siêu cay. Ăn không sao được. Mày xem bọn nó làm siêu cay trên TV rồi. Siêu cay ăn chẳng ngon. Anh làm siêu hơn cay cơ. Quá. Nữa siêu cay. Mày ra ra ớt đi để anh mổ. Đi ra ớt đi để anh mổ. Anh ra đi cay một chừng. Ra đi để anh còn mổ cá. Lười anh còn phải mổ cá đây này. Cái này thì sẽ áp vào mắt à? Áp vào lông. Tao thấy chẳng nghe rã ra đất à? Làm gì đấy? Mày giã cái kiểu gì đấy? Sao mày lấy cái chảo xuống để giã? Thế anh bảo lấy cái gì giã cho đủ cái rồi? Không lấy cái nồi, cái chậu mà giã. Mày cái chảo còn cắt tivi. Sao mày giật xuống? Chảo này nhà anh cần thay rồi. Chảo thì có phải là cái cối đâu mà mày giã ớt thế này hả? Mày ra thì hỏng hết chảo rồi. Chẳng kệ. Ai vậy? Hả? Hay là cho cá vào để chảo luôn đi. Ừ, được đấy nhỉ. Không được nào hỏng. Rán này á? Rán hay là nướng nhỉ? Món này quả này siêu cay thật sự. Đây mới là siêu cay. Ớt tươi. Đặt cá vào. Một giỏ này. Ừ đấy. Từ từ trộn luôn trên này nhỉ. Trộn luôn đây.
Ui dồi. Nước, nước. Từ từ anh phải lấy bao tay để bảo vệ da kim. Bảo vệ bao tay đẹp. Vào nó vào bụng. Cá úp ớt à, ớt úp cá. Siêu cay. Ủa cay lắm à. Thí hết cả con cá. Thế mới gọi là siêu cay hả? Cái này có lỗi với bản thân lắm. Chả được ăn. Không được ăn. Cái này bố nào mà ăn được? Không ăn được. Chó nó chả ăn được ấy. Rồi tí nữa mày đừng còn tợp nhé. Đây mới là siêu cay, siêu cay. Các bạn hiểu không? Ớt tươi vẫn là cay nhất. À, phải lấy con dao rạch ra cho nó khứa ra cho nó cay. Này, xoa đây, gót đi. Dính là gì em? Dính thế nào được nè, tay anh lên đây nè. Thì anh em đi đái đấy. Bảo vệ da kim đấy. Đó, khứa ra. Ây da, ây da, con cá này, da thật. Giữ nó cho anh. Giữ anh khứa tay em. Thế này mới là cày này. Đấy, lại lật nó lại. Khứa ra cho nó ngấm à? Ờ, thế mới cày. Đây là chống những người ăn tham như mày với em quay phim đấy. Anh quay phim thôi. Chả thế, mày thì đúng rồi. Tự phát là hết bố rồi. Thế nên là mày. Chẳng phải. À, tống vào bụng nó, tống vào mồm, tống vào mang. Ui, nó clip vào rồi. Cho ít gia vị vào. Ít gia vị vào nó. Ui, vào nó không chinh nghe đâu. Nào. Đây nó chỉ cay, có vị cay thôi. Hãy cầm thế này. Thần được, thần được cũng đổ này không? Nào, từ từ. Tiền mắm. Ấy ta quên chiên. Đây là ẩm thực mau chứ chẳng phải ẩm thực của ai cả. Rồi đấy, đặt vào đây. Đặt cái nồi à, cái giấy vào đây để em. À, bốc nó vào đây. Chậm. Đây để em tiếp gia vị nó vào. Ui. Ui. Nào, cho hết vào cho nó cay. Cay thôi rồi luôn. Nào để chít lên á. Rồi. Nhà hết dầu rán nên phải hấp. Kinh khủng chưa? Trong bụng nó còn đầy cái trong mang này, nó nhét mồm. Nó mày nhét như cá ăn ớt này. Ui, trong mang nó đây. Thế mà nhét cho siêu cay hả? Ừ, được. Em nhét cho siêu cay luôn. Nhét chiên siêu cay này. Nào, đi. Cho lên bếp ga, mẹ cho lên bếp ga. Ui. Ăn trên kênh. Kênh. Cái đuôi nó lòi lên thì nó chả kênh. Anh mặc cái quần chật chật cho nó lên não rồi. Mày. Đâu, hôm nay cái kéo thì cắt vào đuôi nó đi. Cái anh nhét cái đuôi nó xuống. Để cho nó nhét toàn toàn viện cùng con này. Này hiểu quá được không hay lại chơi chó. Ôi xôi ôi, chặt tuyệt vời đấy. Được không? Anh rất là lôi ra. Cái nào, chín chưa nào? Ui chín quá. Chín rồi, luôn từ lúc nào nhỉ? Cá hầm à? Ui, ta biết, ta biết.
Bà cho lên đây. Ủa, ủa. Mùi đông có cây rồi. Đấy, mùi đông này. Dọc đỏ lòm. Ôi giời. Ai chùa ớt. Cảnh quá em vừa cần gì miếng ớt. Đây mới là siêu cảnh. Cần gì nha. À. Mời cả nhà nhá. Ơ à, phí nhỉ. Chỗ này chắc không tìm mới đâu này. Ui lại chạm ớt rồi. Nhưng mà vẫn ngọt, ở đằng trong sâu vẫn ngọt nhỉ. Nói chung là rất là cay nhưng mà khá là ngon. Phê. May mà. Mời các bạn nhé, ở đằng trong này không ngấm. Ngon ngọt, ngọt không bạn? Vẫn ngấm nhưng mà nó không cay bằng ở ngoài. May mà không giống lợn sữa. Ngon à. Ai làm miếng này, ngon à? Ăn miếng? Anh nữa không, anh làm miếng. Hả? Không. Không. Đó, thách mày ăn được miếng này, chiều anh cho đi siêu thị chơi. Thôi. Hả? Làm miếng này. Một hạt ớt rồi. Một hạt thì ăn làm gì? Đây, một quả này. Không. Nhạt quá nhỉ? Anh đi lấy muối chanh nhá. Ớ, cay vào cứ còn muối căng. Đây, muối chanh ớt đây. Ngọt lắm. Ấy, đùa. Mày là đỡ gần hết rồi. Đùa mày. Tao đi lấy muối là một sai lầm à? Cay thế mà kêu cay mà. Cay à? Chưa kịp vắt chanh vào lên này, nó ăn mới ngon này. Nhắm mắt nhắm mũi à mà. Ôi, không. Em sợ anh cay mà phải ăn hết đó. Đấy, phải vắt vào đây, chua cay mặn ngọt, đắng cay ngọt bùi đấy. Người ăn hết cái chỗ ngon rồi. Còn tí ra bụng nữa. Ra đây. Kỉnh, cay nó lại chấm cay. Ui dồi ôi. Cả nhà nhá. Thôi ông ạ. Mày đi đi. Nào, lật nó lên.